Ngày xưa ở một kênh YouTube nọ, họ tạo ra một danh sách phát với tên là hướng dẫn người chơi mới Roblox Kingdom với mục tiêu bao gồm 6 phần. Kênh YouTube đấy hy vọng sẽ giúp đỡ được những người chơi mới sắp nghiện Roblox Kingdom. Phần 2 thì đã có từ 2 năm trước, vậy những phần khác đâu rồi? Thế thì chào mừng em đã đến với Roblox GPI. Với rất nhiều thay đổi trong thời gian gần đây, mình sẽ làm lại series GPI Newbie dành cho những người chơi mới với mục đích như cũ, đó là giúp các bạn nhanh chóng làm quen cũng như là làm chủ Roblox Kingdom. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 1 của series này, đó là tổng hợp các giai đoạn và những lời khuyên về những sai lầm khi bắt đầu trò chơi. Không chờ chừng nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Vì đây là video hướng dẫn người chơi mới nên mình sẽ nói rất chi tiết cụ thể. Với những người chơi cũ thì nó có vẻ là hiển nhiên và nhàm chán, nhưng mà mình tin sự tỉ mỉ đó sẽ giúp được những người chơi mới rất nhiều. Và sau đây là phần thứ nhất của video. Về tổng quát, trò chơi này có cho mình 3 giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn khá dài nếu so với những trò chơi khác. Đây sẽ là khoảng thời gian đầu tiên mình gọi là giai đoạn làm quen, được đánh dấu bởi cột mốc là 85 ngày tuổi. Đây là giai đoạn mà các bạn tập trung chủ yếu vào phát triển các nguồn lực từ thu nhập tài nguyên, nâng cấp các công trình trong thành phố, huấn luyện quân đội, gia nhập liên minh tốt, rồi nâng cấp các chỉ huy của mình. Nói chung đây sẽ là giai đoạn đầu tiên để các newbie tập làm quen với những thứ cơ bản nhất của trò chơi. Nói game giai đoạn này là game nông trại, game xây dựng thì cũng không sai đâu mọi người ạ. Sẽ có khá ít chiến tranh ở giai đoạn này, ít chứ không phải là không có anh em nhá. Nghe giai đoạn đầu ngắn nhưng mà tính ra cũng ngốn mất 3 tháng của anh em rồi. Giai đoạn thứ hai sẽ nối tiếp trong khoảng là 200 ngày tiếp theo. Giai đoạn này mình sẽ gọi là giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn này về mặt cơ bản, bạn sẽ dần có trong mình những cái nhìn rõ ràng hơn về trò chơi này. Game về cơ bản là sẽ có hai thời điểm, đó là thời bình, tức là nó sẽ là kiểu giai đoạn đầu nhưng mà chỉ kéo dài đâu đó khoảng 1 tháng. Và cái thời tiếp theo là thời chiến, đó là những trận chiến KVK, viết tắt của từ Kingdom vs Kingdom. Đây là một sự kiện rất hay và là tinh hoa của trò chơi này. KVK được hiểu ngắn gọn đó là vương quốc của bạn và một cơ số các vương quốc khác sẽ được đưa vào một miếng đất mới với cơ cấu đất đai, đền đèo, các công trình mới. Ngay cả người man dợ cũng có level to hơn rất nhiều so với người man dợ ở vương quốc quê nhà. Mục đích sẽ là chiến đấu với nhau để tìm ra người chiến thắng với hàng tấn phần thưởng cho người chiến thắng đó. Giai đoạn 3 sẽ là giai đoạn sau 300 ngày chơi trò chơi này. Ở giai đoạn này, bạn sẽ gần như chủ yếu là ăn rồi đánh nhau. Lúc này thì bạn sẽ không còn chơi game nữa mà nhiều khả năng là đã bị game chơi rồi. Mình sẽ gọi giai đoạn này là giai đoạn chiến tranh anh em nha. Tổng quan như vậy để anh em newbie có cái nhìn bao quát hơn về trò chơi này. Và hy vọng là anh em có thể lì đòn chơi đến hết cả 3 giai đoạn để hiểu rõ hơn cái sự hay ho của trò chơi này. Và như cái tiêu đề video, mình sẽ tập trung vào xây dựng cho anh em nền móng vững chắc nhất để có thể phát triển tài khoản một cách mạnh mẽ nhất có thể. Như mình đã trình bày, giai đoạn đầu kéo dài khoảng 85 ngày, tức là trước cuộc chiến KVK1, đây là cái KVK đầu tiên của anh em đấy. Mục tiêu của giai đoạn này là anh em sẽ làm quen với toàn bộ cơ chế nâng cấp trong trò chơi này, làm quen và có cho mình một vị trí cơ bản tốt trong vương quốc, chuẩn bị nguồn lực để tham gia các trận chiến đầu tiên. Dòng thời gian trong giai đoạn này thì mình đã nói qua ở video này rồi, anh em cần thì anh em có thể xem lại nhé. Nó rất là chi tiết và dễ hiểu đấy. Mình sẽ bỏ qua vì nếu nói ở đây nữa thì thời lượng video này sẽ quá dài. Đầu tiên đó là anh em sẽ tạo lập một tài khoản. Ở bước này thì có điều gì bạn cần quan tâm? Thứ nhất đó là nền văn minh, anh em nghe quảng cáo nhiều rồi đúng không? Game này thì có rất nhiều nền văn minh, nhưng mà Trung Quốc luôn là nền văn minh quốc dân cho tất cả người chơi mới của trò chơi này. Bạn sẽ có 3 thứ từ nền văn minh này. Đầu tiên là bạn được tăng 5% tốc độ xây dựng. Giai đoạn này là giai đoạn xây tổ ấm mà anh em, xây dựng liên miên, cho nên là cái hiệu ứng có lợi này sẽ giúp anh em tiết kiệm rất nhiều tăng tốc. Tiếp theo đó là khả năng hồi điểm hành động nhanh hơn 5%, có nghĩa là các bạn sẽ có nhiều điểm hành động hơn. Qua đó thì các bạn có thể đánh quân man dợ tốt hơn, đánh pháo đài man dợ được nhiều hơn, từ đó kiếm được nhiều tăng tốc, đá quý, tài nguyên, sách giao ước vân vân. Cuối cùng là chỉ huy tím mạnh nhất của trò chơi này, đó là Tôn Tử. Khi chọn Trung Quốc thì lượng tượng tím của Tôn Tử từ các sự kiện mà bạn nhận được sẽ tương đối nhiều, sẽ giúp bạn có thể nâng cấp tối đa chỉ huy này nhanh chóng hơn. Và mình phải nhấn mạnh một lần nữa, đó là Tôn Tử là chỉ huy tím mạnh nhất của trò chơi này anh em nhá. Tiếp theo đó là ủ ạc. Anh em nhớ tạo tài khoản ở một vương quốc cũ hơn nhá. Cách ủ ạc thì có rất nhiều video hướng dẫn, anh em search cái là ra. Mục đích của việc ủ ạc là cho anh em lượng tài nguyên cần thiết để bứt phá khi ở vương quốc mới. Ở đây thì sẽ xảy ra một vòng lặp khá thú vị, đó là việc bạn ủ ạc và bứt phá sức mạnh, mạnh hơn người chơi khác thì bạn sẽ dễ dàng chen chân vào liên minh mạnh top 1. Hít quà, hít dương từ các boss ở liên minh này, nhận được các hiệu ứng có lợi từ các công trình, từ đó khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn càng mạnh mẽ thì dĩ nhiên bạn lại càng xác suất ở trong liên minh top 1. Qua đó thì bạn lại tiếp tục hít quà, hít dương, rồi nhận các hiệu có lợi khác. Vòng lập cứ luẩn quẩn như vậy và dĩ nhiên rồi, vòng lập này thì ai cũng thích. Sau quá trình ủ ạc thành công, bạn di cư về miền đất mới với hy vọng xây dựng được đế chế riêng của mình. Lúc này thì hãy bung lụa hết cỡ, dồn hết nâng cấp mọi thứ có thể để dễ dàng xin vào liên minh top đầu.
các bạn hãy mở bảng xếp hạng ra, xem những người chơi mạnh nhất, tức là mạnh vượt trội luôn ấy, đang ở liên minh nào thì xin gia nhập vào liên minh đó. Đây là những người chơi có điều kiện kinh tế rất tốt, có thể chi tiêu hàng nghìn đô la mỗi ngày, dùng tiền để mua sức mạnh ở giai đoạn đầu game. Và như mình nói ở trên, nếu bạn đi theo những người chơi này, bạn chỉ cần hít ké những cái dương vàng, dương bạc từ người chơi này nạp là đã quá khỏe so với những người chơi khác rồi. Để vào được Liên Minh Top 1, bên cạnh việc bạn phải có sức mạnh tốt nhờ ủ ạc, thì các bạn hãy chăm chỉ giao lưu với những người chơi khác, đặc biệt là các bot. Giao lưu như thế nào nhỉ? Thì như thế này, nếu mà chưa được vào Liên Minh Top đầu thì hãy chăm chỉ chat chít trên kênh chat Vương Quốc. Nếu mà bạn đã vào Liên Minh rồi thì bạn có thể chia sẻ các trích lỏ mà bạn đã học được từ nhóm này của mình chẳng hạn. Nói chung là bạn có hiểu biết mà lại nhiệt tình thì các bot sẽ rất thích. Có được quan hệ tốt rồi thì bạn làm gì cũng dễ, nó cũng giống như kiểu ngoài đời ấy. Cho nên là anh em cứ hướng ngoại đi nhá, chơi game này mà hướng nội là thiệt lắm. Ngoài ra thì hãy nhớ đọc thư Liên Minh, thư Vương Quốc. Anh em nhiệt tình nhưng mà phạm luật là dễ bị các bot tấn công rồi tan hoang thành phố đấy. Ngoài ra, tham gia những trận đánh chiếm công trình, chiếm đền đèo sẽ giúp anh em phần nào gây được thiện cảm hơn với các bot đấy. Cũng là một yếu tố khác bên cạnh việc giao lưu trong game, hãy tham gia các hội nhóm ở ngoài, ví dụ như nhóm này hay là nhóm này của mình chẳng hạn. Hoặc đơn giản hơn là đăng ký kênh GPI để có thêm những kiến thức mới. Chơi game mà biết cơ bản trước thì cũng sẽ nhàn hơn rất nhiều, đúng không anh em? Tiếp theo thì quay lại trò chơi. Hãy vắt kiệt sức lao động của quân dân trong thành phố của bạn, huấn luyện, xây dựng, nghiên cứu, farm tài nguyên, do thám, không cho những hàng trò này nghỉ ngơi. Anh em hãy để cho mọi thứ chạy hết công suất nhá. Các cụ đã bảo rồi, thời gian là vàng là bạc mà. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của trò chơi, cách tốt nhất là bạn vào phần cài đặt, thông báo và bật những tính năng thông báo này lên để anh em biết lúc nào thì cần vào game để vắt kiệt tiếp. Được rồi, sau khi ủ ạc, bung sức để vào Liên Minh Top 1, bạn sẽ cần để ý đến một thứ, đó là điểm VIP. Với những người chơi mới, tính năng VIP là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể có điểm VIP từ 3 cách. Cách 1 đó là chi tiền ra và nạp các gói trong trò chơi. Cách 2 đó là dùng đá quý để mua điểm VIP. Và cách thứ 3 đó là mở dưa quả liên minh, nơi mà các bạn được hít ké từ các bot. Các mốc VIP thì rất quan trọng, ví dụ như mốc 6 cho phép bạn mở khóa hàng chờ xây dựng thứ 2, giúp bạn có thể xây dựng nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. VIP 10 thì sẽ cho bạn một chọc vàng mỗi ngày khi đăng nhập. Chọc vàng là nguyên liệu quan trọng để giúp bạn nâng cấp các chỉ huy huyền thoại, từ đó tăng sức mạnh chiến đấu của các bạn ở trên chiến trường. Đây, những chỉ huy màu cam này là những chỉ huy huyền thoại em nhá, rất mạnh đấy. Sau đó là những mốc VIP 12, VIP 14 vân vân. Cái này thì bạn chưa cần để ý tới. Bạn đạt VIP 10 càng sớm sẽ giúp bạn tích lũy được lượng chọc vàng càng nhiều, lợi thế về lâu về dài anh em nhé. Điểm VIP thì bạn cần dùng gem, loại tài nguyên tốn kém nhất của trò chơi này. Gem sẽ được thu thập từ cách farm các mỏ gem, những mỏ như này nhá, các sự kiện và dĩ nhiên là nạp tiền nữa. Vì rất khó thu thập nên bạn sẽ cần khá chăm chỉ để đạt được nhiều gem cũng như là các mốc VIP sớm. Mình sẽ có riêng một video để hướng dẫn mọi người dùng đá quý cũng như là tăng tốc hiệu quả nhất sớm thôi. Anh em nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ content thiết thực này nhé. Tiếp theo đó là tài nguyên. Tài nguyên trong trò chơi này thì ở giai đoạn đầu bao gồm 4 loại. Đó là lúa, gỗ, đá, vàng. Hãy đi farm chúng thật nhiều, tận dụng tối đa số lượng hàng chờ để cho các đạo quân đi farm. Tài nguyên thì không bao giờ đủ cho dù bạn ở bất cứ giai đoạn nào của trò chơi. Tốt hơn nữa là hãy tạo thêm các tài khoản phụ với mục đích là chỉ đi farm, sau đó là chuyển tài nguyên vào tài khoản chính. Càng nhiều tài khoản phụ như vậy thì càng tốt. Thậm chí bạn có thể tranh thủ bán cái lượng tài nguyên dư thừa cho các bot để kiếm tiền thật luôn. Tất nhiên những cái này mình sẽ chia sẻ ở một video cụ thể khác. Còn ở video này, bạn cần nhớ rằng tài nguyên không bao giờ là đủ, thế là ok rồi. Một ý khác liên quan đến tài nguyên, hãy tích lũy tài nguyên trong túi càng nhiều càng tốt. Ở đây, nó sẽ là những vật phẩm như thế này. Những tài nguyên trong túi sẽ không bao giờ bị mất, dù thành phố của bạn bị tấn công bởi người khác hay là bạn di cư thành phố của mình sang vương quốc khác. Tích trữ càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ có thể quy đổi tài nguyên bằng các vật phẩm trong shop tư nhân thần bí, cửa hàng VIP. Đây là những vật phẩm với mức giá được sale rất tốt. Nãy giờ mình nhắc đến đủ loại thứ cần nhớ, tài nguyên gồm lúa, gỗ, đá vàng, VIP thì cần tới game, tăng tốc thời gian hay tượng vàng để nâng cấp chỉ huy. Có thể khó nhớ nhưng một điểm cực kỳ quan trọng đó là bạn không nên sử dụng chúng một cách bừa bãi. Grab Kingdom luôn có những sự kiện tốt hoặc là những cột mốc quan trọng để bạn có thể tiêu pha những tài nguyên đó một cách hợp lý nhất. Ví dụ, sử dụng tài nguyên lúa, gỗ, đá vàng để nâng cấp nhà vào những ngày có sự kiện tăng sức mạnh xây dựng chẳng hạn. Sử dụng đá quý để mua điểm VIP vào sự kiện không chỉ là đá quý. Sử dụng tăng tốc vào các sự kiện để tăng tốc hay là tượng vàng vào những chỉ huy mạnh mẽ có khả năng sử dụng lâu dài, vân vân và mây mây. Trên đây là một số lời khuyên ở mức độ tổng quát giúp người chơi mới có nền móng cơ bản trong việc ngoại giao, quản lý tài nguyên cần thiết trong trò chơi. Mình sẽ tóm tắt lại một chút những ý chính để tránh anh em bị loạn nhé. Đầu tiên đó là ủ ạc là điều cực kỳ quan trọng. Lấy tiền đề để bạn dễ dàng phát triển hơn ở vương quốc mới. Từ tài nguyên tăng tốc sức mạnh, tất cả dẫn đến yếu tố thứ hai đó là xin vào liên minh nhiều bot. Liên minh nhiều bot thì sẽ giúp bạn có thêm nhiều yếu tố để phát triển nhanh hơn. Thứ ba đó là chọn nền văn minh Trung Quốc ở đầu game.
Thứ tư đó là update VIP lên các mốc quan trọng, người chơi mới sẽ là VIP 6 và VIP 10. Thứ năm đó là tận dụng tối đa thời gian để đi farm dò hang làng, nói chung là không để hàng chờ nào trống anh em nhé. Và thứ sáu đó là sử dụng hợp lý các loại tài nguyên ở những thời điểm quan trọng, không dùng bừa bãi. Và trên đây là 10% những yếu tố mà một newbie cần quan tâm và để ý khi bắt đầu của trò chơi này. Ở những video tới mình sẽ hướng dẫn anh em 90% còn lại. Liệu mình còn thiếu ý nào không anh em nhỉ? Nếu anh em thấy mình vẫn thiếu thì hãy để lại góp ý dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để chúng mình ra nhiều content hay ho và chất lượng hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.